Xin chào các bạn, mình là Lạc Review. Hôm nay là ngày 21 tháng 12 năm 2020, chỉ còn 10 ngày nữa là kết thúc năm nay rồi. Người ta gọi năm 2020 là năm đáng quên vì quá nhiều biến cố kinh khủng với nhân loại, nhưng con người không phải dễ bị khuất phục bởi thời cuộc, chúng ta luôn tìm thấy cơ hội từ thách thức để tạo kỳ tích. Ở miền Nam đất nước Việt Nam có một trường đại học ngày càng nổi danh, được xã hội mến mộ mang tên Trường Đại học Văn Lang. Trường thành lập năm 1995 và đặc biệt vừa kỷ niệm dấu mốc 25 năm phát triển trong năm 2020. Tên trường được lấy theo quốc hiệu đầu tiên của nước ta, gắn với huyền sử vua Hùng dựng nước. Tên gọi ấy gợi lên lòng tự hào dân tộc, nhắc nhở thế hệ trẻ gắng công học tập, góp phần làm rạng rỡ non sông. Thông tin về Trường Đại học Văn Lang nhiều vô số kể, nếu bạn hỏi từ anh Google, báo chí, thầy cô, sinh viên, học sinh hay kể cả bà hàng xóm. Xin lỗi các bạn, mình lại hơi lan man rồi. Vì mình tên Lạc Review nên mình thường xuyên bị đi lạc trong câu chuyện, và xin quay về chủ đề chính. Trường Đại học Văn Lang sau 25 năm phát triển này sinh nhu cầu truyền thông tin tức vô cùng lớn, từ cấp trường, đến cấp khoa, phòng, trung tâm, cấp câu lạc bộ, đội, nhóm, lớp của sinh viên, vân vân và mây mây. Trong một ngày số sự kiện, hoạt động diễn ra trong và ngoài trường, các bạn đếm hết các đầu ngón tay phải qua đến đầu ngón chân. Đưa tin thế nào cho đúng nhu cầu thực tế nhỉ, thật là một bài toán đau đầu. Ồ, may quá, chưa cần một giây đã có lời giải. Trường Đại học Văn Lang có một sức mạnh truyền thông rất lớn đến từ cộng đồng sinh viên tài năng, đa ngành và đa phong cách. Video này mình xin giới thiệu về một dự án truyền thông mới của tiểu ban truyền thông sinh viên Văn Lang mang tên Văn Lang News. Nghe tên ai cũng hiểu ngay trọng tâm dự án là cập nhật tin tức của Văn Lang rồi. Nhưng điểm đặc biệt ở chỗ, Văn Lang News là dự án truyền thông cấp trường do sinh viên thực hiện chính, dưới sự dẫn dắt của phòng tuyển sinh và truyền thông. Sinh viên sẽ là phóng viên, biên tập viên cho trang báo online mới toanh của Văn Lang trên mạng xã hội Facebook. Nghe rất chi hợp lý và tiềm năng đúng không các bạn? Ba đời nhà mình mong chờ ngày có trang báo này rồi, giờ thì hạnh phúc quá. Tinh thần của Văn Lang News cũng là tinh thần của tiểu ban truyền thông sinh viên Văn Lang qua tất cả các dự án sắp tới sẽ là do sinh viên Văn Lang kiến tạo và giá trị sản phẩm dành cho chính người Văn Lang. Ôi thật là đáng ngưỡng mộ. Chúc các bạn làm việc như đúng slogan. Slogan thì hay, nhận diện thì đẹp mà phát âm thật xoắn não. VL hay là VL ở hay là gì nhỉ? Chữ VLS các bạn đọc thế nào cho sang chảnh thì gợi ý cho mình nhé. Ngày 21 tháng 12 được chọn là ngày lên sóng của fanpage Văn Lang News. Với tính toán nhiều ngày đêm của ban biên tập là tròn 6 tháng sau sẽ kỷ niệm ngày báo chí Việt Nam 21 tháng 6. Lại là một biểu hiện của sự hợp lý các bạn ạ. Amazing good job Văn Lang News. Từ hôm nay, tin tức sự kiện trong đời sống trường Đại học Văn Lang sẽ được cập nhật phong phú mỗi ngày trên trang Văn Lang News. Ngoài ra trang có 3 chuyên mục cố định mỗi tuần, mình xin được thông báo lịch đến các bạn. Chuyên mục sinh viên hỏi Văn Lang đáp lên sóng vào thứ tư, giải đáp thông tin được sinh viên quan tâm nhiều trong thời điểm đó, với câu trả lời chính thức từ nhà trường và các đơn vị chức năng liên quan. Văn hóa đối thoại được tạo dựng trên nền tảng mạng xã hội sẽ là cầu nối để Văn Lang và sinh viên hiểu nhau hơn. Chuyên mục Văn Lang Biz lên sóng vào thứ sáu, bật mí một số sự kiện, nhân vật được quan tâm. Văn Lang là một showbiz thu nhỏ thực sự đó. Chuyên mục Lạc Review AI chính là mình đây. Mình sẽ gặp lại các bạn vào thứ hai hàng tuần với phong cách nhiều chuyện giả chân như thế này. Lượng tin mỗi tuần của Văn Lang như siêu to khổng lồ. Các bạn hãy tiếp năng lượng bằng những nút like xanh xanh, thả tim đỏ cho em nhỏ nó mừng nha. Đến đây video đầu tiên của Lạc Review xin tạm dừng. Chúc Văn Lang News có một khởi đầu thật suôn sẻ và nhận được nhiều yêu thương. Chúc đại gia đình Văn Lang trải qua 10 ngày cuối cùng của năm 2020 thuận lợi và hạnh phúc đón năm mới nhé. Bye bye mãi yêu.